Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 21 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Lãnh đạo tỉnh diễn và dân hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tour du lịch chinh phục Sơn Đông đạt doanh thu trên 15 tỷ đồng. Quảng Ninh từng bước đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 29. Chuyên mục chung sức xây dựng nông thôn mới giới thiệu đến quý vị và các bạn những cách làm hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới ở huyện miền núi Minh Hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản di chúc thiêng liêng. Di chúc của người là sự kể tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, thể hiện cô đồng trí tuệ, nhân cách của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Mỗi câu, mỗi chữ trong bản di chúc đều chứa đựng những suy nghĩ, chắc lọc sâu sắc từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dành cả cuộc đời cho nước, cho dân. Với tư tưởng giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, di chúc của người là tài sản vô giá của dân tộc. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thẳng lời di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, nhân một năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chiều nay 21 tháng 9, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng đại diện thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở ban ngành và đại diện lãnh đạo huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Trạch đã đến viếng và dâng hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chua, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Kính cẩn đặt vòng hoa và dâng hương lên phần mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đoàn đã bày tỏ sự tưởng nhớ và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đối với công lao to lớn của đại tướng. Một năm kể từ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi về cõi vĩnh hằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã luôn khắc sâu lời căn dặn và mong muốn của đại tướng, phát huy tinh thần đoàn kết một lòng, phấn đấu thực hiện thẳng lời các mục tiêu về chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, đưa cuộc sống của người dân ngày một đi lên. Tại nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người dân trong và ngoài tỉnh đến viếng và dâng hương lên phần mộ của đại tướng. Đến nay, đã có khoảng 1,3 triệu lượt người đến viếng mộ đại tướng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cũng đã bố trí lực lượng, phương tiện để đảm bảo cho việc thăm viếng của người dân được trật tự, an toàn và nghiêm trang. Cũng trong sáng ngày 21 tháng 9, tức ngày 28 tháng 8 âm lịch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã đến dâng hương phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Đạo Yên. Sau khi cùng đoàn cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh dâng hương, Đại tá Nguyễn Văn Phúc, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã báo cáo những thành tích mà Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã đạt được trước anh linh của đại tướng trong thời gian qua và hứa với đại tướng thời gian tới sẽ khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Luôn nhắc nhở cán bộ chiến sĩ đơn vị gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương, tận tình hướng dẫn nhân dân cả nước đến thăm viếng đại tướng trong tư thế nghiêm trang, lịch sự, tăng cường công tác chăm lo sức khỏe cho bộ đội để đảm bảo tốt công tác bảo vệ khu vực an nghỉ của đại tướng trong thời gian lâu dài. Mãi xứng đáng với trách nhiệm lớn lao, niềm vinh dự tự hào và tình cảm thiêng liêng của quân và dân cả nước. Hưởng tới kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ba Đồn đã tổ chức hội thi chi hội trưởng phụ nữ giỏi năm 2014. Hội thi năm nay được tổ chức tại hai cụm, gồm cụm vùng Nam có 9 đội và cụm vùng quốc lộ có 7 đội. Các đội tham dự hội thi phải trải qua 4 phần thi: phần chào hỏi, phần thi kiến thức, xử lý tình huống và phần thi năng khiếu. Hội thi chi hội trưởng phụ nữ giỏi là dịp để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phụ nữ, khuyến khích đội ngũ cán bộ hội cơ sở học tập nâng cao trình độ, năng lực tham gia hoạt động công tác xã hội,
Và đây cũng là dịp để chị em phụ nữ được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp phân công quân chúng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong khuôn khổ dự án phòng ngừa thương tích và giảm thiểu những tác động bất lợi về kinh tế xã hội của nạn nhân bom mìn, hôm qua ngày 20 tháng 9, Ban điều hành dự án Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tập huấn sử dụng bộ tranh lật tuyên truyền về phòng tránh tai nạn bom mìn cho các tình nguyện viên, giáo viên tiểu học tại thành phố Đồng Hới. Sau khi tìm hiểu khái quát nội dung dự án phòng ngừa thương tích và giảm thiểu những tác động bất lợi về kinh tế xã hội của tai nạn bom mìn, những kết quả hoạt động của dự án từ năm 2011 đến nay trên địa bàn toàn tỉnh, các học viên được hướng dẫn cách sử dụng bộ tranh lật để tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn và liệu nổ cho các đối tượng, đặc biệt là đối tượng học sinh. Tại lớp học, các học viên cũng được thực hành diễn thuyết trình bày tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn và liệu nổ thông qua bộ tranh lật đối với các đối tượng cụ thể, đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn và liệu nổ của địa phương và trường học trong những tháng còn lại của năm 2014 và trong năm 2015 nhằm góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất những tai nạn do bom mìn và vật liệu nổ gây ra. Hôm qua ngày 20 tháng 9, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Bố Trạch đã tổ chức lễ khai trương và đưa vào sử dụng thư viện huyện. Nhà thư viện truyền thống huyện Bố Trạch được đầu tư hơn 10 tỷ đồng với tổng diện tích 1.500 m², có kết cấu 2 tầng. Cùng với việc đầu tư xây dựng nhà thư viện truyền thống, huyện Bố Trạch cũng đã đầu tư cả trang thiết bị cần thiết cho các phòng chuyên môn của thư viện như phòng đọc tổng hợp 40 chỗ ngồi, bao gồm 13.000 đầu sách trên tất cả các lĩnh vực, phục vụ nhu cầu của cả đối tượng ban đầu. Bên cạnh đó, thư viện truyền thống huyện Bố Trạch còn có một phòng thư viện điện tử với 10 máy vi tính kết nối mạng internet. Phòng thư viện này dự kiến trong tháng 10 năm nay sẽ đi vào hoạt động. Việc khai trương đưa thư viện huyện đi vào hoạt động giúp cho bạn đọc huyện Bố Trạch có thêm một địa chỉ để thỏa mãn nhu cầu tìm kiếm kiến thức của mình. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2014-2015 là năm đầu tiên thực hiện chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 29, trong năm học này, ngành giáo dục và đào tạo huyện Quảng Ninh sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản lý, giảng dạy và học tập, phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và đào tạo. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự trong những tuần học đầu tiên của năm học mới 2014-2015. Để triển khai nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, thời gian qua, huyện Quảng Ninh đã ra soát mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo, chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo bám sát chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai nhiệm vụ năm học và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo để xây dựng chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2014-2015. Một trong những nhiệm vụ được ngành ưu tiên tập trung trong năm học mới đó là nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động giáo dục, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư tăng trưởng cơ sở vật chất, thiết bị, góp phần để ngành thực hiện tốt việc đổi mới căn bản và toàn diện theo tinh thần của nghị quyết số 29. Năm học này, trên địa bàn huyện Quảng Ninh có 68 trường và cơ sở giáo dục, trong đó có 30 trường được công nhận trường đại chuẩn quốc gia. Điều đáng ghi nhận trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt ở đây là các trường học và cơ sở giáo dục đã tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với việc kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục được nâng lên. Đây chính là tiền đề để ngành đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2014-2015. Năm học 2014-15, giáo dục đào tạo Quảng Ninh chính thức thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó ngành tập trung chỉ đạo 3 cái nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất là nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về mục đích, yêu cầu của đổi mới giáo dục. Và đây chính là cái thời cơ cũng như thách thức để ngành thực hiện hoàn thành các cái nhiệm vụ. Thứ hai là triển khai toàn diện 4 cái nhiệm vụ của năm học. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là nhiệm vụ ưu tiên, sẽ triển khai toàn bộ đồng bộ các cái giải pháp, trong đó ưu tiên về đổi mới phương pháp và dạy học và phương pháp giáo dục làm nhiệm vụ trọng tâm, huy động các cái nguồn lực và sử dụng có hiệu quả trong việc tăng trưởng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, rồi xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường điển hình chất lượng ở các cấp học. Thứ ba là tiếp tục phát động các cái phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là cái phong trào thi đua dạy tốt học tốt và phấn đấu hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ năm học 14-15
lập thành tích cao nhất, chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội lần thứ 12 của đảng. Cùng với việc triển khai nhiệm vụ năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo huyện Quảng Ninh cũng đã chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục thực hiện việc đánh giá chất lượng giáo dục, các mô hình ở từng cấp học, trong đó tập trung đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa cho học sinh khối trung học cơ sở, tổ chức đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, chăm sóc giáo dục, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non giai đoạn 2013-2016. Triển khai mức độ 1 mô hình trường học mới ở tất cả các trường tiểu học. Đây là mô hình giáo dục hiện đại, chú trọng đến việc phát huy tính sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và quản lý của học sinh. Qua 3 năm thực hiện cái mô hình Vernon này thì cái hiệu quả lớn nhất đó là học sinh được tự học, tự khẳng định và tự trải nghiệm mình để có cái kỹ năng tốt nhất. Còn việc thứ hai nữa là giáo viên đổi mới phương pháp hoàn toàn, đổi mới phương pháp dạy học hoàn toàn theo cái phương pháp mới mà tổ chức cho học sinh là mỗi lớp học là một nhóm nhỏ và mỗi nhóm trưởng là một cô giáo nhỏ để học sinh là tự học tập. Việc triển khai các mô hình, các phong trào thi đua sẽ góp phần đến ngành giáo dục và đào tạo huyện Quảng Ninh cụ thể hóa nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng nghiệp dạy nghề, triển khai chỉ sách ưu tiên đối với giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phổ cập giáo dục, nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc vùng đặc biệt khó khăn. Trong thực hiện nhiệm vụ năm học, trường luôn làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo các cấp để đầu tư tăng trưởng cơ sở vật chất của nhà trường. Đồng thời, chú trọng công tác xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ tận tụy chăm sóc học sinh. Chính vì vậy, chất lượng phát triển của nhà trường được ổn định, vươn lên một cách toàn diện. Từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới, đó là mục tiêu đang được ngành giáo dục và đào tạo huyện Quảng Ninh hướng tới trong năm học 2014-2015. Với sự quyết tâm nỗ lực của mỗi cán bộ giáo viên và học sinh, hy vọng rằng trong năm học này, công tác giảng dạy và học tập ở đây sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, góp phần để huyện Quảng Ninh thực hiện thành công cả chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chương trình thời sự tối nay xin được chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Tour du lịch chinh phục Sơn Đông đạt doanh thu trên 15 tỷ đồng. Chuyên mục chung sức xây dựng nông thôn mới giới thiệu đến quý vị và các bạn những cách làm hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới ở huyện miền núi Minh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, qua tổng kết một năm khai thác thử nghiệm với 243 khách, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khẳng định tour du lịch chinh phục Sơn Đông đã thành công trong việc tạo ra một thương hiệu du lịch hang động mới, góp phần tạo thêm nguồn thu cho tỉnh. Ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và công ty Osalic đã phối hợp tổ chức đón tiếp, phục vụ thành công 32 tour du lịch chinh phục Sơn Đông, hang động lớn nhất thế giới với tổng số 243 lượt khách tham quan đến từ 34 nước. Mặc dù thời gian thử nghiệm ngắn, nhưng tour du lịch đã mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể với doanh thu đạt trên 15 tỷ đồng. Từ khi đưa hang Sơn Đông vào khai thác thử nghiệm, thương hiệu du lịch của Quảng Bình được nâng lên mang tầm quốc tế. Quảng Bình được tạp chí The New York Times xếp thứ 8 trong 52 điểm đến hấp dẫn trên thế giới năm 2014. Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo tăng khá. Theo thống kê của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo, trong 8 tháng đầu năm 2014, Chi cục đã làm thủ tục thông quan cho 47.000 lượt phương tiện xuất nhập khẩu, tăng 36%, thông quan cho 335.000 lượt người, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2013. Hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 1,3 triệu tấn, tăng 33%. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 960 triệu đô la Mỹ. Thu thuế đạt gần 160 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2013. Ngoài ra, chi cục cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ và xử lý trên 60 vụ vi phạm về hành vi vận chuyển trái phép các loại hàng hóa như gỗ, pháo, vũ khí và các chất ma túy qua biên giới. Trong đó thực hiện thành công chuyên án 521L và 614T bắt giữ vận chuyển ma túy tổng hợp. Theo kế hoạch, đến ngày 15 tháng 9, kết thúc tiêm phòng vaccine cho gia súc gia cầm đợt 2 năm 2014. Tuy nhiên, theo báo cáo của Chi cục Thú y, thì tỷ lệ tiêm phòng các loại vaccine đạt thấp. Cụ thể, đối với vaccine lở mồm long móng đã tiêm được gần 44.000 liều, đạt 33% so với kế hoạch. Vaccine tu huyết trùng châu bò đã tiêm được gần 33.000 liều, đạt 27% kế hoạch.
Vaccine dịch tả lợn đã tiêm được trên 62.000 liều, đạt 36% kế hoạch. Đặc biệt, tỷ lệ tiêm phòng vaccine cúm gia cầm đạt thấp nhất với trên 109.000 liều, đạt tỷ lệ 17%. Trong đó, một số địa phương có tỷ lệ tiêm phòng vaccine cúm gia cầm đạt thấp nhất là huyện Bố Trạch, Lệ Thủy, Tuyên Hóa đều đạt dưới 15%. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, cả cấp hội nông dân Quảng Bình đã phát động nhiều phong trào thi đua nhằm phát huy vai trò chủ thể của người nông dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thời gian qua, cả cấp hội nông dân trong toàn tỉnh đã tổ chức được 880 buổi tuyên truyền phát động, vận động nông dân hiến kế, hiến đất, hiến công để xây dựng nông thôn mới cho gần 41.000 cán bộ hội viên nông dân tham gia. Tính đến nay, Quảng Bình có gần 1.300 chi hội nông dân làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, duy trì các công trình tự quản ở địa phương và các công trình mang tên hội nông dân. Để chung tay xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, hội viên nông dân tỉnh Quảng Bình đã đóng góp trên 80.000 ngày công, hơn 13 tỷ đồng để làm mới, tu sửa nhiều công trình phúc lợi trên địa bàn như đường giao thông nông thôn, công trình điện chiếu sáng, nhà văn hóa. Quý vị và các bạn, qua gần 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ở huyện miền núi Minh Hóa đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, như huy động sự đóng góp của nhân dân để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, hay việc sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư để xây dựng các hạng mục công trình. Với cách làm sáng tạo hiệu quả đã góp phần để các địa phương trên địa bàn huyện từng bước thực hiện thành công từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hòa Phúc được chọn là một trong hai xã điểm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Minh Hóa. Do đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người một năm, nên việc huy động nhân dân đóng góp tiền để xây dựng các công trình hạ tầng sẽ tạo thêm những khó khăn cho người dân. Từ thực tế đó, chính quyền địa phương đã vận dụng linh hoạt các nguồn kinh phí do nhà nước đầu tư để ưu tiên xây dựng một số công trình phúc lợi cần thiết như trường học, trạm y tế. Cụ thể, trong năm 2014, xã đã sử dụng 3,5 tỷ đồng từ nguồn vốn của chương trình 30A của chính phủ và nguồn kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để xây dựng một khu nhà đa chức năng có diện tích mặt sàn 442m², được thiết kế 2 tầng với 6 phòng học cho trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Phúc và hạng mục công trình cổng, hàng rào cho trường mầm non Hòa Phúc. Các công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã nâng số tiêu chí nông thôn mới đã hoàn thành của xã lên 14 trên 19 tiêu chí và trở thành địa phương dẫn đầu về xây dựng nông thôn mới ở Minh Hóa. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện luôn luôn sâu sát để cùng là lãnh đạo và nhân dân trên địa bàn xã Phúc để là tổ chức thực hiện các cái tiêu chí mà mục tiêu quốc gia đã đề ra. Để mà đạt được cái tiêu chí về thu nhập cho người nông dân thì đòi hỏi phải có cái sự là đồng bộ mà trong cộng đồng, trong nhân dân. Thì cái việc mà chuyển đổi đối với cái trồng vật nuôi quan thì nhất phải đại trà để là nhân dân trên địa bàn toàn xã đều được hưởng ứng và đều được thực hiện thì lúc đó mới có thể góp phần được về cải thiện về vấn đề thu nhập. Không thụ động trông chờ vào sự đầu tư của nhà nước, trong điều kiện nguồn lực kinh phí còn nhiều khó khăn, huyện Minh Hóa cũng đã tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để sử dụng xây dựng các công trình giao thông, trường học. Gần đây nhất là việc Ủy ban Nhân dân huyện đã sử dụng nguồn vốn 8,5 tỷ đồng từ chương trình 30A của chính phủ và 1,3 tỷ đồng từ sự hỗ trợ của Ban Đồng bào Dân trị để xây dựng cây cầu treo nối giữa bản Hưng và bản Ông Tú ở xã Trung Hòa. Cây cầu được khánh thành trong tháng 8 vừa qua đã giúp học sinh và người dân bản Ông Tú thuận lợi hơn trong việc giao thương đi lại. Và nhờ có cây cầu này, người dân bản Ông Tú cũng không còn nỗi lo bị nước lũ cô lập khi mùa mưa bão đến. Trước là nước to là tụi bơi. Năm nay thì có cầu treo rồi thì mừng rồi. Nhân dân cũng rất cảm ơn. Sau gần 4 năm, phong trào xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào có sức lan tỏa đến tận những bản làng xa xôi nhất của huyện Minh Hóa. Có được thành công đó là nhờ sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân và nhất là biện phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xã Trung Hòa là một trong những địa phương khó khăn nhất của huyện Minh Hóa với trên 85% hộ nghèo, thu nhập bình quân chỉ khoảng 300.000 đồng một người một tháng. Tuy nhiên, khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới,
20 hộ dân đã tự nguyện hiến 350 mét vuông đất ở cùng gần 500 cây keo để xây dựng 2 km đường giao thông nội bản. Mặc dù mức đóng góp của người dân chỉ rất thấp so với tổng kinh phí đầu tư công trình, nhưng bà con đã thể hiện được tinh thần tự giác cao, ý thức xây dựng bản làng ngày càng tiến bộ và đổi mới. Bằng cái nguồn lực tự có của mình, một là tức là tự làm sạch gia đình của mình, tự làm sạch là đường thôn bản sẵn có, thì cái đó là huy động được lực lượng bà con bằng ngày công, giờ công thì có thể là làm được. Về thứ hai nữa là những cái công trình của huyện, của tỉnh mà đầu tư trên địa bàn thì bà con nhân dân sẵn sàng là cũng ủng hộ là cả hiến đất, hiến cây để rồi là làm sao tạo điều kiện xây dựng là đường, cơ sở hạ tầng và thậm chí kể cả nhà trường hoặc cả các công sở khác mà có trúng đất đai hoặc là cây cối thì bà con cũng hiện nay là có cái ý thức tự giác để hiến cây, hiến đất. Mô hình mỗi tổ chức đảng, đoàn thể nhận đỡ đầu cho một trường học đã được Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Minh Hóa thực hiện và mang lại những kết quả thiết thực. Với cách làm, mỗi cán bộ giáo viên trên địa bàn xã tự nguyện đóng góp ngày lương để tạo nguồn kinh phí hỗ trợ cho các trường học. Địa phương đã huy động được trên 300 triệu đồng để xây dựng hàng mục các công trình, bê tông các trục đường trong sân trường, hàng rào, cổng, cột cờ cho các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non trên địa bàn xã. Nhờ sự hỗ trợ này, xã Yên Hòa đã hoàn thành được tiêu chí trường học và với riêng trường trung học cơ sở Yên Hòa đã xây dựng được cơ sở vật chất để được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và được Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình công nhận hoàn thành công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Đảng ủy xã đã có cái nghị quyết chuyên đề về xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn, và đồng thời bên cạnh đó cũng phân công cho các cái tổ chức hội, các khối đoàn thể để mà đỡ đầu giúp đỡ cho các trường trong cái vấn đề mà xây dựng trường chuẩn quốc gia. Xã tập trung vào cái vấn đề mà xây dựng trang cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường để là các trường khang trang hơn, hoàn thiện hơn trong cái công tác mà giảng dạy cũng như là sinh hoạt của các học sinh. Nhà trường đã được đạt chuẩn quốc gia, công tác đầu tiên phải duy trì và củng cố chỉ tiêu của các chuẩn của trường chuẩn quốc gia và tập trung để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học. Từ việc vận dụng có hiệu quả các nguồn vốn của nhà nước đến việc huy động sự tham gia của các tổ chức, cơ sở đảng, đoàn thể và quần chúng nhân dân, đã thể hiện được sự đồng lòng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Minh Hóa trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những con đường bê tông kiên cố, những cây cầu cho người dân đi lại, những ngôi trường mới khang trang chính là hiệu quả thiết thực nhất mà chương trình nông thôn mới đã mang lại, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nơi vùng núi dẻo cao này. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 21 ngày 22 tháng 9, khu vực miền núi mới thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mới thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mới thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 9 mới thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.